Kính chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Xin chào các bạn đang theo dõi bản tin trên Tin Mới. Mới đây, hiện tượng mưa lớn kéo dài những ngày qua tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang khiến đập Yatan đối mặt với nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Trận mưa lớn nghìn năm có một này đã gây ra những cảnh tượng được mô tả là ám ảnh đáng sợ. Trong đó, có cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách đi tàu điện ngầm. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Nghìn năm có một, trận lũ lịch sử nước dâng ồ ạt đến cổ hành khách trên tàu điện ngầm Trung Quốc. Trận mưa lớn nghìn năm có một tại Hà Nam, Trung Quốc gây ra những cảnh tượng được mô tả là ám ảnh đáng sợ. Trong đó có cảnh nước lũ dâng tới cổ hành khách đi tàu điện ngầm. Một bàn tay chống vào cửa sổ, một toa tàu điện ngầm khi dòng nước lũ màu nâu sẫm ồ ạt dâng lên ở đường hầm là một trong nhiều cảnh tượng đáng sợ xảy ra dưới lòng đất ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc vừa qua. Ít nhất 118 người thiệt mạng, 200.000 người ở Hà Nam phải di tản khi trận lũ nghiêm trọng ập xuống hôm qua. Theo Reuters, Hà Nam những ngày qua đã chứng kiến trận mưa dữ dội nhất trong 100 năm. Mạng xã hội Weibo và các trang tin tức địa phương chia sẻ những đoạn video ghi lại cảnh tượng đáng sợ khi các hành khách tàu điện ngầm hốt hoảng bám vào những nơi có thể bám trong lúc nước lũ dâng lên tới ngực, thậm chí tới cổ một số người. Trong đoạn video, nước lũ đầy bùn đất chảy mạnh với tốc độ nhanh khiến nhiều người hoảng sợ. Các bậc phụ huynh nhanh chóng bế con lên khi hệ thống đèn bị hỏng và không gian trở nên tối tăm. Nước tràn vào từ các khe hở trên cửa ngày càng nhiều và tất cả chúng tôi sau đó đứng hết lên ghế. Một phụ nữ kể về trải nghiệm đáng sợ trên Weibo. Trong nửa giờ đồng hồ sau khi mực nước dâng lên ngày càng cao hơn trong toàn tàu, bắt đầu từ mắt cá chân lên đến đầu gối rồi lên tới cổ chúng tôi. Điện tắt phụt, nửa giờ sau thở thôi cũng là điều khó khăn, một nữ nhân viên chứng kiến kể lại. Sau đó, đội cứu hộ đã xuất hiện và phá tàu để kéo hành khách ra bên ngoài. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đổ xuống Trịnh Châu và các thành phố lân cận của Hà Nam được xem là nguyên nhân gây ra cảnh tượng trên. Mạng xã hội tràn ngập các dòng cập nhật từ những người đầy sợ hãi vì có thân nhân là người sống ở Trịnh Châu. Họ không thể liên hệ với người nhà khi đường dây thông tin bị gián đoạn. Tầng 2 liệu có an toàn không? Cha mẹ tôi sống ở đó nhưng tôi không gọi được cho họ, một người lo lắng viết. Mưa lớn làm nhiều khu vực mất điện, trong đó có một bệnh viện với 10.000 bệnh nhân. Các nhân viên y tế phải dùng tay bơm oxy và cho người bệnh ở phòng chăm sóc tích cực khi máy thở không thể hoạt động. Đường xá tại hàng chục thành phố ngập trong biển nước. Sáng sớm hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tình hình lũ lụt ở Hà Nam là rất nghiêm trọng và yêu cầu chính quyền ưu tiên sự an nguy của tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập, lũ lụt Trung Quốc vô cùng nghiêm trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trận lũ chết người ở tỉnh Hà Nam vô cùng nghiêm trọng khi các đập bị vỡ và nước sông tràn bờ. Một số hồ chứa đã bị vỡ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tình hình kiểm soát lũ lụt là vô cùng nghiêm trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay cho hay thêm rằng tình hình đang trong giai đoạn nguy cấp. Ông Tập chỉ thị các cấp chính quyền ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời thực hiện cẩn thận và nghiêm túc các biện pháp phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai. Tỉnh Hà Nam hứng chịu những trận mưa lớn do bão từ cuối tuần trước, khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở và gây ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Chính quyền Lạc Dương thông báo, mưa lũ đã tạo ra vết thủng rộng 20m, tại một con đập gần thành phố và cảnh báo nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cơ quan kiểm soát lũ lụt Lạc Dương cho biết, một hồ chứa nước lớn cũng có nguy cơ vỡ đập, buộc giới chức phát lệnh sơ tán. Một đơn vị quân đội Trung Quốc đã được triển khai đến khu vực để đối phó với lũ lụt và giải cứu người dân gặp nạn. 112 người chết sau khi mưa xối xả, làm sập một tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Nhiều người đi bộ được giải cứu khỏi những xoáy nước trên đường phố, trong khi 200.000 người đã được sơ tán tại thành phố này. Quân đội Trung Quốc cảnh báo con đập cách thành phố Trịnh Châu khoảng 1 giờ di chuyển bằng ô tô, có thể vỡ bất cứ lúc nào sau khi bị hư hại nghiêm trọng trong các trận bão lớn. Binh sĩ cũng được triển khai tới các con sông khác gần đó để gia cố bờ đê bằng bao cát.
Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, đường xá, mùa màng. Lũ lụt trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ qua, được cho là một phần do xây dựng đập tràn lan. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt trên khắp thế giới, cùng các kiểu thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc điều động binh sĩ quân đội ngăn chặn vỡ đập. Tại Trung Quốc, binh sĩ quân đội đã được điều động để ngăn chặn một con đập bị vỡ ở tỉnh Hà Nam trong bối cảnh lũ lụt đang hoành hành và gây thiệt hại tại tỉnh này. Nước lũ đã cuốn trôi hai con đập ở những vùng khác của Trung Quốc trong tuần này. Mưa lớn và nước lũ dâng cao gây ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào tuần qua. Lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã thông báo rằng có một vết thủng khoảng 20 mét đã xuất hiện trên thân đập này và toàn bộ kết cấu của đập Yehetan có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong một bài đăng trên Weibo, một nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc PLA cho biết quân đội đã được cử đến để chuyển hướng dòng nước lũ, ngăn vỡ đập. Trang tin tức Shanghai Daily chia sẻ, 20.000 binh sĩ và cảnh sát có vũ trang đã được triển khai đến đập Yehetan và một con đập khác ở tỉnh Hà Nam để ngăn lũ lụt gây thiệt hại. Tình trạng lũ lụt diễn ra phổ biến trong mùa mưa ở Trung Quốc trong bối cảnh Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây. Việc xây dựng nhiều con đập đã diễn ra và hệ quả là các con sông từng đưa nước lũ ra khỏi vùng đồng bằng đã bị chuyển hướng. Hai con đập đã bị vỡ trong cùng ngày ở vùng Nội Mông của Trung Quốc, khiến hơn 20.000 hecta đất chìm trong nước lũ, hàng chục cây cầu và cống bị cuốn trôi, khoảng 16.000 người dân địa phương đã bị ảnh hưởng, trong đó nhiều người buộc phải đi sơ tán. Đang lũ lụt nghiêm trọng, Trung Quốc lại sắp đón bão số 3. Bão số 3 hiện đang mạnh dần lên trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương và bắt đầu ảnh hưởng đến các khu vực của Nhật Bản. Cơn bão dự kiến có khả năng tấn công Đài Loan, Trung Quốc và các khu vực của Trung Quốc đại lục vào cuối tuần này. Thông tin cập nhật về bão số 3 được đưa ra sau khi cơn bão số 2 mạnh lên nhanh chóng và tiến vào bờ biển phía đông nam của Trung Quốc hôm thứ Ba. Trong đất liền, bão số 2 mang lại tổng lượng mưa từ 100-200mm trên diện rộng cho các vùng thuộc các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Một số khu vực có thể hứng lượng mưa lên tới 500mm, nối gót bão số 2 là bão số 3. Dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng đang tiếp tục mạnh dần lên trên Thái Bình Dương vào lúc 17 giờ ngày hôm qua. Sức gió của bão số 3 là khoảng 140 km/h. Cơn bão đã mang theo cơn mưa đến các hòn đảo phía nam của Nhật Bản và mưa được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên trong suốt tuần này khi bão số 3 từ từ di chuyển về phía Tây. Tốc độ di chuyển chậm của cơn bão sẽ khiến trọng lượng mưa tăng lên đáng kể. Nhiều hòn đảo phía nam Nhật Bản có thể hứng lượng mưa lên tới 250mm, thậm chí là 500mm ở những nơi cao hơn. Trước khi đón bão, nhiều khu vực ở Trung Quốc đã hứng lượng mưa cao kỷ lục, chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là các thành phố Trịnh Châu, Củng Nghĩa thuộc tỉnh Hà Nam. Theo thống kê, ít nhất 118 người ở khu vực miền Trung Trung Quốc đã thiệt mạng và 200.000 người khác phải sơ tán vì mưa lớn và lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, cơn mưa dữ dội cuối tuần trước gây lở đất ở huyện Chu Khúc, tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, được đánh giá không chỉ là một thảm họa tự nhiên mà còn là hậu quả có thể dự báo từ thái độ thờ ơ đối với môi trường của giới chức Trung Quốc. Thảm họa lở đất sau trận mưa lớn hôm qua đã đưa số người tử vong vì lũ lụt và lở đất ở Trung Quốc mùa hè này lên tới hơn 3.000 trường hợp. Theo các số liệu chính thức, đây là mất mát lớn nhất do mưa lũ và lở đất trong vòng hơn một thập kỷ qua của Trung Quốc. Khu vực phía Bắc của Trung Quốc hiếm khi chứng kiến một thảm họa như vậy, kể cả sau một mùa mưa dữ dội bất thường khắp châu Á. Tính đến tối thứ Năm tuần này, con số người chết đã lên tới 1.144 người và 600 người vẫn mất tích. Theo Tân Hoa Xã, tuy nhiên, người dân địa phương tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều và vẫn đang tiếp tục tăng. Các nỗ lực cứu trợ vẫn đang được xúc tiến khẩn trương, song đến nay mưa vẫn chưa dứt, dẫn đến lo ngại rằng có thể còn lở đất còn chưa kết thúc. Những người sống sót đang phải vạ vật trong những túp lều dưới cơn mưa vẫn xối xả hôm thứ Năm vừa rồi, sau khi một trận lở đất mới trong đêm đã chặn con đường huyết mạch đến huyện Chu Khúc. Thêm vào đó, quan chức địa phương cho biết sự lây lan của dịch bệnh cũng là một mối lo lớn hiện nay trong hoàn cảnh các cơ sở y tế và cung cấp nước bị hư hại trong khi xác người và động vật bị chôn vùi dưới bùn đất bắt đầu phân hủy. Chính quyền Trung Quốc cho rằng thời tiết bất ổn là nguyên nhân của vụ lở đất, song các chuyên gia tin rằng phát triển thủy điện và phá rừng trong khu vực đã góp phần vào thảm họa.
Họ cho rằng đó là một thảm họa đã được báo trước từ sự phát triển thiếu kiểm soát trong khu vực và nhiều bi kịch tương tự có thể xảy ra ở các khu vực khác của Trung Quốc nếu sự cân bằng của tự nhiên tiếp tục bị coi nhẹ. Các nhà khoa học Trung Quốc từng cảnh báo rằng phá rừng ở các khu vực địa chất nhạy cảm như vậy có thể gây ra những vụ lở đất nghiêm trọng và thảm họa vừa rồi ở Cam Túc đã chứng minh điều đó. Trong các năm 1952-1990, đã có hơn 100.000 hecta rừng trên các sườn dốc Bao Bọc, huyện Chu Húc bị khai phá, để lộ ra những sườn núi chọc có kết cấu địa chất yếu và khó tránh khỏi sói lở. Dù vậy, cơn mưa dữ dội vừa rồi ở Trung Quốc với những hậu quả khủng khiếp đã được dự báo từ năm 1997 vẫn khiến tiến sĩ Khi kinh ngạc bởi mức độ của thảm họa. Ông cho biết, lở đất là do điều kiện địa chất, nhưng nó trở nên trầm trọng bởi nạn phá rừng. Tôi thật không thể ngờ tới một trận lở đất lớn như vậy. Một bản báo cáo năm 2006 của Trường Đại học Lan Châu cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lở đất do phá hủy các cánh rừng bao bọc Chu Khúc để khai thác mỏ, thủy điện, nông nghiệp và các dự án phát triển khác. Cũng theo nhận định của một số chuyên gia địa phương, các nhà chức trách Trung Quốc đã đảm nhiệm tốt trách nhiệm cứu hộ và cứu trợ sau thảm họa, duy trì được uy tín mà họ đã gây dựng sau trận động đất Tứ Xuyên năm 2008. Tuy nhiên, các nỗ lực sau thảm họa của Trung Quốc không thể làm dịu đi những chỉ trích vì sự lơ là với các cảnh báo về nguy cơ thảm họa sau hàng thập kỷ khai khoáng, khai thác gỗ và phá hủy các dòng sông để làm thủy điện. Chính phủ Trung Quốc đang chịu sức ép dư luận ngày càng tăng sau thảm họa vì điều này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc này cũng như những thông tin mới nhất trên thế giới. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.